Ok và hello anh em, chào mừng em quay trở lại với channel của mình. Mình là Thế Di đây và chúng ta hôm nay sẽ tiếp tục với series đó chính là đội quân khủng long nhé. Và nếu anh em nào thích video này hay là cho mình một like, một comment và một chia sẻ, nó sẽ là cái động lực rất là lớn để mình làm thêm nhiều video hay hơn nữa nhé. Bắt đầu thế nào, let's go. Thì ở đây tôi có quả trứng nở đây, hy vọng sẽ có một con khủng long mới. Nice. Cái gì đấy? Con Roma Elsaurus. Ok, ở bên này vẫn đang tiếp tục là Silver Chest, Normal Chest và Idol Collect sẽ được thêm 50% nữa. Xem thôi, quảng cáo thì phải xem Merger Money anh em ạ. Ui, chúng ta kết hợp cây tiền ạ. Ua, hay à. Cái này giống như kiểu khu vườn trên mây à. Cây tiền lại đẻ ra tiền anh em ạ. Wow, game này hay à. Thế mình sẽ tải game này về chơi thử để xem nó như thế nào. Nhìn có vẻ là cũng rất là hay ho. Super Speed gì đấy. Rồi, tải luôn. Cây tiền anh em ạ. Hay giống kiểu khu vườn trên mây ấy. Nhiều bạn bảo khu vườn trên mây nó đai rồi mà thấy nó vẫn sống nhăn rồi đây. Chẳng hiểu luôn. Ok. Rồi, chúng ta sẽ ấn X ra ngoài và sẽ tiếp tục nha. Merger Money. Ok. Khá là nhiều tiền anh em ạ. Premium Package, cái này phải mua một tiền. Đây, Parasaurus, Gigantosaurus có đại giá 100 game để nâng cấp lên. Mình có thể mua cái gì không nhỉ? Get free đấy. Thêm quả trứng đây. Vẫn là con này à? Đùa. Basic Ray S sẽ là 200 game. Rồi đánh nhau nhá, xong rồi kiểu gì nó sẽ ra con mới cho xem. Đảm bảo luôn anh em nhá. Mình sẽ vào inventory để xem có gì không. Merger Own này. Auto pick này. Wow. Trên này mình không thể nào mấy à. No recon Emmy và merger on. Ok. Auto pick đấy. Đội hình của chúng ta ra sân rồi anh em ạ. Và chiến đấu rồi anh em. Let's go. Wow, đánh nhau kinh đấy anh em ạ. Khá là bá đạo. Ok. Chưa có thể nhân 3 quảng cáo và xem quảng cáo nhưng mà thôi có lẽ không cần đâu. Rồi play tiếp này anh em ơi. Đánh càng xa càng tốt, sẽ được thêm một vài con khủng khủng nữa. Đấy. Về sau sẽ còn càng nhiều con khủng nha anh em. Mình đến tận 10 con mà trong khi nó team nó chỉ có khoảng 3 con. Thế thì có cả tinh tinh này. Hello bé tinh tinh. Hello bé tinh tinh. Chết ngay, đỡ thế nào được. Cái game cần có quá cần thiết không nhờ. Ok, ngày hôm nay tôi nhận được cái Epic S. Đây rồi. Epic Basic, cái này là Basic ạ. Silver Chest. Mình nhận được quả trứng rồi nhưng mà không biết là lấy ở đâu ấy. Không biết là cho ra ngoài kiểu gì á. Con này con Ray à? Không phải con này. Parasaur à? Không phải con này. Chắc chắn là sẽ có một con nào đó ở đây, đâu đó quanh đây anh em ạ. Rồi ok, chúng ta sẽ dùng 11 game để vượt qua cái này đi. Quả trứng thường đây. Một con Brionix. Không phải quả này à? Quả nào thế nhỉ? Đây, quả trứng ở trong này à? Quả đây này anh em ạ. Được một con Dromaeosaurus á. Rõ ràng là nó cho mình một quả trứng Basic. Basic anh em ạ, ngày 7 mới được mấy quả trứng Epic. Trời ơi. Cuộc đời. Đậu phộng cuộc đời. Không, bây hôm nay vẫn chưa được con Epic đâu anh em ạ. Tía sẽ mở ra sau nhá. Không còn phải gì à. 8324 2400 game. Cứ mở đi đã. Cứ đánh đi đã là tí sau. Cứ đánh càng nhiều càng tốt anh em ạ. Chúng ta sẽ phía trên sẽ có khá nhiều thứ. Vẫn có khá là nhiều thứ hay ho luôn. Rồi, lobby chúng ta sẽ té ra ngoài. Đây, sẽ có một con Parasaur đợi chúng ta ở bên này nhé. Bên này chúng ta sẽ có một con Parasaurus. Rồi, vào game à. Đợi xíu. 800 x 3 là 8324, thêm một con nữa kìa. Play game. Rồi chúng ta sẽ có thêm 3 con nữa. Recon Emmy. Ok, Recon Emmy Merger
và Autopix. Đấy, đội hình này chưa? Rất lắm khủng long luôn anh em. Tấn công nào. Hôm nay hy vọng sẽ được thêm một con T-Rex mạnh mạnh để có thể là đánh nhau với bọn nó được. Nhưng mà có lẽ nó sẽ hơi bị khó, không có mấy T-Rex đâu nhé. Đi lắm. Rồi, rồi chúng ta sẽ play game nha. Play anh em ơi, chúng ta sẽ sao không chơi được? Đây đang chơi này, bên này có thêm một con nữa, có một quả trứng này, quả trứng epic à? Ok anh em ơi, tôi đang thích quả trứng epic lắm ấy. Cái này cũng là tạo đội quân và mình muốn có một con xịn xịn anh em ạ để chiến nha. Chín trăm hai mươi, 93, 27, ok, nhiều tiền phết à, nhưng mà mình cũng chưa cần lắm. Tiếp tục là đánh để lấy cái quả trứng epic ở bên này nha anh em, tiến lên ạ. Ok rồi, trở lại với cái lobby rồi anh em ơi, và đây sẽ lấy thêm một cái nữa này. Play game 12 so với 12 so với 5. Sức mạnh nó quá chênh lệch. Đây, đây chính là cái khu của chúng ta đây. Mình có cái này mình ghét thế nhở. Thật sự mình ghét có cái này á, mình xem quảng cáo luôn. Shrus of fish. Cá mập à? Cá mập trắng à? Ồ. Wow. Ăn nhiều cá thế. Ui, bị hai con cá mập kia nó tấn công kìa. Cá mập đầu búa. Khêm này nhìn cũng khá là hay, không biết là chơi thế nào. Crazy. Cái game này game mang tên là Crazy. Wow, bị con cá mập thì nó ăn anh em ạ. Sợ luôn. Shots of fish. Rồi, cứ cài đã. Rảnh thì chơi nha. Rust Dino. Nhìn đẹp phết nhờ. Nhìn đẹp phết. Tại vì mình ở đây nó hiện lên cái quảng cáo mình khá là khó chịu anh em ạ. Nên chúng ta để đây để gọi là có thể xem được cái công viên khủng long của mình đang tấn công, đang đánh nhau theo cái kiểu gì. Khá đẹp đúng không? Rồi, chúng ta đánh nhau đây để lấy thêm quả trứng cái nhờ. Đánh hiện tại đang khá đơn giản thôi, nó cũng không khó khăn lắm. Rồi, chúng ta sẽ let's go anh em ơi. 950 nhân với 3, chưa cần vội. Cứ lấy cái quả trứng thì đã, không biết là quả trứng gì, quả trứng epic hay quả trứng gì anh em. Rồi, 960 nhân 3 tiếp và tiếp tục là tấn công thôi anh em. Đây, nhân 1 luôn. Play game. Nào, chiến nào anh em ơi. Rồi, 1030 mà nhân với 3 ta sẽ được khoảng 3k vàng. Thoải mái mà mua luôn nhá. Chưa được một quả trứng silver nào cả. Đây là quả trứng silver đầu tiên chăng? Có lẽ là vậy. Và mình sẽ cố gắng mình mở ra xem, với hy vọng là may mắn nó sẽ đứng về phía chúng ta và chúng ta sẽ có một con khủng long loại cực kỳ là xịn sò ấy. Đây rồi, silver đây rồi. Xem quảng cáo sẽ mất trừ khoảng 3 tiếng. Ok, mình không muốn mất quá nhiều game. Monster Puzzle. Game này cũng hay nè. Epic. Wow, quái vật đánh nhau à? Upgrade your pet của chúng ta để nâng cấp con pet lên. Uầy, giống cái game gì nhỉ? Summon Epic Waterfall. Cái này là cái game giống kiểu game gì mà game kiểu Slug It Out anh em ạ. Chính xác là game Slug It Out. Monster Purser. Ok chưa? Thank you. Xem một phát nữa để trừ khoảng 3 tiếng nữa. Attack on Dragon. Vãi nồi, cái game này giống kiểu ấy thế. Game này là game
giống kiểu Attack on Titan thế. Chính là nó anh em ạ, Attack on Titan kìa. Vãi nồi. Ui, game này không chơi thì game chọn chơi game nào nữa. Quá hay. Tap fast. Ui 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 ui. Hay ghê. Bắt đầu luôn con khủng con Titan kìa. Wow. Attack on Titan. Attack on Dragon thì đây. Kia là Attack on Titan, đây là Attack on Dragon, tấn công người khổng lồ. Hay 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 hay. Game hay. Game hay xứng đáng có trong cái bộ sưu tập game của mình anh em ạ. Wow, man. Nhìn đẹp nhờ. Được anh em. Rồi. Open. Ray à? Gigan à? Chúng ta có thể được con Gigan anh em ạ. Cuộc đời, đậu xanh cuộc đời được con Gigan anh em. Cuộc đời chán thế. Được con Gigan thì nói làm cái meo gì nhờ. Gigan này, bán 100 đồng này. Ray hoặc là Legendary 200. Vãi đạn. Có cái nào mua đó. Nó vừa tầm hơn ông anh ơi. Premium thế. Refresh Dragon. À. Cái này Daily Deals chúng ta sẽ thử. Ok thôi sẽ thử mua cái này nha anh em. Mua được 3 lần đấy. Con gì đây anh em? Epic à. Diplodocus. Gì đây? Nồi gì vậy nhỉ? Nồi gì vậy ta? Vãi nồi. Hết tiền luôn ạ. Cái này có thể được lên được Epic anh em ạ. Thử thôi, vận may thôi. À, Spino. Alo. Vãi cả nồi. Brionic. Tiếp tục làm con Brionic nữa. Đây rồi, Cano anh em ạ, cho được cái con khủng long rồi. Em ơi, đây rồi, xịn đấy. Cho được luôn con Cano ạ. Cái này nó khá là rẻ. Ui, Sencho. Mua một lần nữa. Cùng thử xem, đó chính là con Alo. Và rồi chúng ta sẽ kêu nhé, xin chào lại anh em nhá, bye bye.